Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp bóng đá Campuchia với Malaysia 16 giờ 30 ngày 6 tháng 12, Hồ Man Lai có thị uy được sức mạnh. Tuyển Malaysia có nhiều sự thay đổi về nhân sự so với vòng loại 2 World Cup 2022 và huấn luyện viên Tan Chen Hue đang hướng đến việc nâng cấp đội hình ở AF Cup 2020, qua đó đè bẹp ngay Campuchia ở trận gia quân. Ở đấu trường khu vực, Campuchia chưa bao giờ được đánh giá cao và thường xuyên bị loại ngay từ vòng bảng. Bởi vậy, những người làm bóng đá nước này tìm đủ cách để nâng tầm đội nhà, hòng có thể cạnh tranh song phẳng với những đội mạnh trong khu vực. Với những nỗ lực đó, thời gian qua bóng đá Campuchia có những tiến bộ nhất định. Từ Campuchia giành quyền vào vòng loại 3 Asian Cup 2023, đội tuyển U23 nước này cũng để lại dấu ấn tại vòng loại U23 châu Á vừa qua. Campuchia có những động thái tích cực nhằm giúp bóng đá nước này ngày càng phát triển hơn. Họ tiếp tục đặt niềm tin vào cựu danh thủ của Nhật Bản Keisuke Honda, trên vai trò một huấn luyện viên cấp cao bên cạnh huấn luyện viên Ryu Heroes, người trực tiếp huấn luyện đội nhà thường xuyên Mới đây, Campuchia công bố danh sách 30 cầu thủ lên đường tham dự AF Cup 2020. Lên đường tham dự AF Cup 2020. Trong số này, những cầu thủ xuất sắc nhất của Campuchia hiện tại Chan Vatanaka, Keo Sokfeng, Siang Chantia, Min Ratanak, Lim Sipors, Hai Sin Kakada đều góp mặt. Đây được xem là những nhân tố chủ lực để gánh vác nhiệm vụ đưa Campuchia trở thành hiện tượng thú vị ở sân chơi khu vực. Trong khi đó, Malaysia lại có rất nhiều sự thay đổi so với các trận hồi tháng 6 vừa qua ở vòng loại 2 World Cup 2022. Huấn luyện viên Tan Chen gây sốc khi loại những cầu thủ từng chừng không thể thay thế như Matthew Davies cầu Australia, Lavi Corbinong gốc Anh. Bên cạnh tiền vệ mới nhập tịch năm ngoái Liriden Krasniqui, nếu như Krasniqui bị loại bởi màn trình diễn mở nhà trước đó, hai cầu thủ trên lại vừa đá chính ở vòng loại 2 World Cup 2022. Bức tranh của Malaysia càng trở nên u ám khi trong hai trận giao hữu của tháng 10 vừa qua, đoàn quân của ông Tan Chen Huê đều phải nhận thất bại nặng nề trước Uzbekistan, kết quả 1 năm hay Jordani 0-4. Dù vậy, ở sân chơi khu vực, Malaysia dưới thời huấn luyện viên Tan Chen Huê luôn khiến mọi đối thủ phải dè chừng và ở trận gia quân gặp đối thủ yếu hơn như Campuchia sẽ là cơ hội để họ thị uy sức mạnh, thể hiện đúng là ứng viên vô địch. Đội hình dự kiến của hai đội như sau. Campuchia Keo Soxela, Chiang Mèng, Sambas, Visai, Chan Sophia, Chapolin, Sumon Piak, Pisos, Sou Suhana, Siang Chinata, Chan Vatthanaka. Malaysia, Khairun, Aydin Jofran, Sarinsat, Siami Ferrari, Dominic Tan, Batron Bakhtia, Mukharari Ajman, Sawafi Rasis, Mohamedou Sumare, Kolis Kekwaran Jari, Guhami De tin tiếp theo tuyển Malaysia mất hai cầu thủ trước Campuchia do dính Covid-19. Thưa quý vị, tuyển Malaysia sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ trong trận đấu với Campuchia vào chiều nay do dính Covid-19. Kết quả xét nghiệm xác định hai cầu thủ Malaysia mắc Covid-19 đó là tiền vệ cánh Faizan Halim và thủ môn Khairuzalam Khalid. Theo xác nhận của tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia, Saifuddin Abu Bakar. Họ được phát hiện nhiễm COVID-19 ngay sau khi đặt chân đến Singapore. Cả hai được cách ly 10 ngày và sẽ tiếp tục được xét nghiệm trong thời gian tới. Chỉ sau khi có kết quả âm tính, Faisal Halim và Khairul Zalan mới được trở lại sân để tập luyện và thi đấu. Việc mất đến hai cầu thủ khiến cho tuyển Malaysia gặp không ít khó khăn khi lực lượng đám mỏng ngày càng mỏng hơn. Như đã biết, huấn luyện viên Tan Chen Hue chỉ mang đến Singapore 24 cầu thủ. Như vậy, bộ đôi này ít nhất sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Campuchia vào chiều ngày 6 tháng 12 và trận đấu với Lào ngày 9 tháng 12 sắp tới. Dù đây là đối thủ yếu bị đánh giá dưới cơ, nhưng Malaysia tỏ ra thận trọng khi cho rằng họ không thể xem thường đội bóng xứ chuột tháp. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các trận của Campuchia, họ mang đến đây đội hình hoàn toàn khác so với ở AF Cup 2018, Trung vệ Aitin cho biết. Lối đá của họ cũng khác khi kiểm soát bóng nhiều hơn, Chúng tôi không thể mạo hiểm để nghĩ rằng họ sở hữu đội hình tương tự hoặc cho rằng sẽ có một trận thắng dễ. Campuchia thay đổi rất nhiều trong 2-3 năm qua, tuyển thủ Malaysia phân tích thêm. Tin tiếp theo, Việt Nam đầy đẳng cấp của Thầy Park sẽ có màn phủ đầu vũ vàng vùng trũng Đông Nam Á. Một trận thắng tưng bừng là điều đương nhiên cho tân sinh viên Việt Nam khi trở về chơi ở đấu trường cấp 2, khác hoàn toàn với Thái Lan hôm qua. Màn trình diễn nghèo làn của Thái Lan trước Timor Leste tối qua thể hiện rõ nhất thực trạng của bóng đá vùng trũng Đông Nam Á. Đại dịch tràn qua trong hai năm qua đã khiến bóng đá khu vực không những có chiều hướng đi xuống mà còn kéo trình độ của các đội bóng dịch lại gần nhau. Dĩ nhiên, Thái Lan trong tay huấn luyện viên Paul King, đối đầu Timor Leste còn thiếu vắng hai ngôi sao lớn nhất đang chơi bóng tại Nhật Bản. Song, với sự tranh lệch đẳng cấp diệu vợi đến nhường này, các cầu thủ Thái Lan vẫn đẩy mình và thế đi trên dây với cách biệt mong manh cho đến gần cuối trận thậm chí không có nổi bàn thắng trong hiệp đầu tiên, mới thấy ông chủ một thời của bóng đá khu vực Kunmon đến mức nào. Theo chuyên gia bóng đá đoàn Minh Sương, thầy trò ông Park Hauser trở về thi đấu ở AF Cup sau khi đá loạt trận ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thực chẳng khác nào, sinh viên đại học giờ về thi cùng cấp 2 và sự tranh lệch đó sẽ giúp Việt Nam làm gỏi các đội bóng Đông Nam Á dễ dàng. Năm năm về trước, Trở về từ vòng loại cuối World Cup 2018, dù chỉ kiếm được vỏn vẹn một điểm sau 5 trận, song Thái Lan của Kia Tisak đủ sức săn bằng Đông Nam Á bằng chức vô địch AF Cup 2016 đầy thuyết phục với 5 chiến thắng như trẻ trẻ, đưa voi chiến vào chung kết bằng 12 bàn thắng, chỉ để lọt lưới có 2 bàn. Thầy cho huấn luyện viên Park hơi khác tuyển Thái Lan của Kia Tisak ngày nào khi voi chiến B nguyên lối chơi tấn công vốn có để chinh phục Đông Nam Á. Còn Việt Nam đang chờ xem thầy Park đổi bài kiểu gì từ thế trận phòng ngự đang dùng để đối phó với các đội hàng đầu châu Á sang lối chơi áp đảo quân hùng Đông Nam Á. 343 hay 352, thầy Park đang có toàn quyền lựa chọn. Thậm chí nhà cầm quân người Hàn hoàn toàn có thể dùng Lào để thử phương án chuyển đổi giữa sơ đồ này ngay trong trận, chuẩn bị cho màn đón tiếp dành cho Malaysia, Indonesia. Trong tay huấn luyện viên Park thiếu vắng không ít cầu thủ trụ cột như Hùng Dũng, Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng. Xong, như huấn luyện viên đoàn Minh Sương đã nói, trở về thi cấp 2 khi đã là sinh viên đại học thì không còn phải quá câu nệ điều đó. Khi ông Park còn đang có trong tay Quang Hải, Tiến Linh, nhất là Hoàng Đức cùng Công Phượng. Nếu như trong sơ đồ 352 gần đây, thầy Park đang tích cực thử nghiệm, Công Phượng là chiếc cầu nối cực kỳ quan trọng giữa hàng tiền vệ mạnh mẽ với may bắn Tiến Linh, thì ở cả 352 lẫn 343, Hoàng Đức sẽ đều đóng vai trò trung tâm, giúp Việt Nam chuyển đổi trạng thái và tạo sự đột biến cần thiết. Các chiến binh trong tay thầy Park cực kỳ hào hức chứng tỏ bản thân ở đấu trường Đông Nam Á. Không chỉ bởi câu chuyện buồn ở lớp đại học thời gian qua, mà còn bởi đã đến lúc họ có cơ hội chứng minh mình tiến bộ đến như thế nào. Một trận thắng là điều đương nhiên khi đối thủ chỉ là đội lót đường như Lào. Nhưng một trận thắng sớm thắng đậm để văn toàn Minh Vương có cơ hội được thi cấp 2 mới là điều thầy Park hướng tới. Dễ thôi ấy mà. Tiếng tiếp theo, người hâm mộ Lào mong từ Việt Nam đừng đá cợt nhả nếu có lợi thế sớm trước chúng tôi. Thưa quý vị, thừa nhận từ Việt Nam mạnh hơn hẳn, người hâm mộ Lào mong được chứng kiến một trận đấu với sự cống hiến mết mình từ hai đội. So với các đối thủ tham dự AF Cup 2021, Việt Nam được cho là có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều. Riêng trong năm 2021, nhờ việc tham dự vòng loại 2 và 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam có nhiều trận đấu lớn với các đối thủ hàng đầu châu Lục. Điều đó không chỉ giúp đoàn quân của thầy Park duy trì phong độ cảm giác bóng mà còn hoàn thiện bộ khung hướng tới AF Cup 2021. Ở trận gia quân AF Cup 2021, Việt Nam đối đầu với Lào, một đối thủ luôn được đánh giá yếu hơn nhiều. Việt Nam đã bất bại 30 trận liên tiếp, với riêng tuyển quốc gia 16 trận trước các đối thủ Đông Nam Á. Với đội tuyển Lào có thể là đội tiếp theo chịu cơn thịnh nộ của ông vua Đông Nam Á chia sẻ với chúng tôi trước thêm màn đối đầu giữa hai đội người hâm mộ đội tuyển lào phomphanhom for botin cho rằng rất khó để việt nam có thể mất điểm ở ngày ra quân khi trình độ hai đội quá chênh lệch tôi là cổ động viên trung thành của lào nhưng thú thực mà nói thì tuyển việt nam quá mạnh so với chúng tôi các bạn có lứa cầu thủ tuyệt vời thi đấu gắn kết tập thể lào hiện tại thì chưa được thi đấu quá nhiều với nhau dù vậy với vong Kham và Billy keskel phomphol hai ngôi sao sáng nhất tuyển lào hiện tại chúng tôi vẫn đặt mục tiêu vượt vòng bảng ở trận đấu gặp Việt Nam, dù kết quả được dự đoán trước, nhưng tôi vẫn muốn được theo dõi một trận đấu hay từ hai đội. Tôi muốn tuyển Việt Nam đã hết sức của mình, cống hiến cho người hâm mộ Lào và người hâm mộ Việt Nam một trận cầu hấp dẫn. Chỉ xin Việt Nam nếu giành lợi thế sớm, đừng đá cợt nhả và không hết mình khi đấu với Lào. Như vậy người hâm mộ của chúng tôi sẽ buồn lắm. Phong, phong Hôm Boutin chia sẻ với chúng tôi trước thềm trận đấu. Tuyển Lào đang trông chờ vào các ngôi sao thi đấu ở nước ngoài: Khouncharleng Vongcham, Phong Phomphol. Tuy nhiên, nếu khoa chặt bộ ba này của huấn luyện viên Sevraji bị chia cắt, mọi câu chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều với thầy trò ông Park. Kịch bản dễ xảy ra, Lào sẽ dựng một chiếc xe buýt bên phần sân nhà, trông chờ vào những tình huống phản công bằng những đường bóng dài lên cho tiền đạo nổi bật nhất, Keskel phôn, có thể độc lập tác chiến và tạo bất ngờ. Trận cầu giữa Việt Nam với Lào diễn ra 19h30 tối nay trên sân vận động quốc gia Singapore. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.